Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái đề số 2 của hóa lớp 9. Hóa lớp 9 ở đề 1 thì thầy quay cho em là 100% là trắc nghiệm, gồm cả 30 câu. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay cho em ở cái đề nó gồm tỷ lệ là 37, 3 trắc nghiệm và 7 điểm tự luận các em nhé. Bây giờ thầy sẽ quay hết toàn bộ cho các em ở cái đề này để chúng ta tham khảo và chúng ta làm trước. Sau đó thầy sẽ quay cho em ở cái phần giải chi tiết tất cả đáp án giống như ở cái đề 1 cho các em xem nha. Các em xem từ câu số 1 cho tới câu số 5 trước nè. Ta xem từ câu số 3 cho tới câu số 8. Chúng ta có thể ghi chép hoặc là bấm dừng màn hình để các em giải. Thế nào? Sau đó mọi người có một cái đáp án riêng cho mình, rồi mình xem clip của thầy giải xong, chứ đừng là xem clip giải của thầy trước thì chúng ta sẽ không tiến bộ em nhé. Câu 6 tới câu 11 à. Đây câu 12. Được chưa? Rồi. 12 câu trắc nghiệm em nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem phần tự luận này. Tự luận gồm có 4 câu. Đề này thì có vẻ tương đối dễ hơn ở cái đề thứ nhất em. Rồi, bây giờ chúng ta tắt video, sau đó chúng ta tự giải giùm thầy. Ok. Rồi chúng ta giải xong đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đối chiếu với cái phần trắc nghiệm thầy trước nha. Bây giờ thầy quay lại giải trắc nghiệm nha. Chúng ta sẽ bắt đầu đi sang câu 1 nha. Để dập tắt đám cháy nhỏ do xăng dầu người ta thường dùng biện pháp. Thì em biết rằng là khi xăng hạt dầu á, mà nó cháy á, thì lon ra rất là nhanh. Nếu chúng ta sử dụng nước á, thì cái đám cháy nó càng lon ra mạnh hơn. Tại vì các em biết rằng là xăng dầu á, thì nó như nào, có khối lượng riêng thì nó nhẹ hơn nước, nên chắc chắn nó sẽ nổi lên trên mặt nước. Nếu chúng ta sử dụng nước thì nó sẽ không bao giờ dập được đám cháy, mà không những mà không dập được đám cháy mà nó sẽ lon ra mạnh hơn. Thôi nào, nên là thông thường mà ở đây là người ta nói là đám cháy nhỏ nha, đám cháy nhỏ. Chừng đám cháy lớn thì nó lại khác nha nha. Đám cháy nhỏ mà xăng dầu thì chúng ta thường đó chính là người ta sẽ cho cát vào nha, cát vào. A phụ cát này, hợp lý này ha. Thổi oxy, trời ơi, người sao đám cháy mà thổi oxy vô thôi nó cháy càng to hơn nữa. Tại vì oxy thì nó duy trì sự cháy, mà có cộng thêm khí oxy đi thì đám cháy nó càng bùng to hơn. Như vậy ai mà chọn đáp án B này thì thôi tiêu luôn ha. Phun nước vào ngọn lửa thì nãy thầy giải thích rồi, đúng không nào? Không được chọn nước ha. Phun dung dịch muối ăn vào ngọn lửa, người ta đưa cái muối, nước muối vào thì nó cũng là nước ở trong đó, thì nó cũng không chính xác ha. Như vậy đáp án chính xác chúng ta đây là đáp án A em nhé. Chúng ta sẽ đi sang câu số 2. Cho các chất sau, ở đây là liên kết đơn này, có một liên kết đôi này, đây liên kết đơn này, một liên kết ba này, có bao nhiêu chất có thể làm mất màu dung dịch nước brom ha. Tương tự như ethylene, thì tương tự như ethylene nghĩa là nó thể hiện cái phản ứng gì em, phản ứng cộng. Phản ứng cộng thì em nhớ rằng là ở trong clip trước thì thầy cũng đã giải thích với em rồi, khi mà tác dụng được với brom 2 này thì chỉ có gì, thứ nhất là liên kết đôi, thứ hai là gì, liên kết ba, có đúng không? Liên kết đôi thì biểu thị ở đây là của cái dãy alken, ví dụ như là ethylene là C2H4 em. Đây C2H4 thì trong này phân tử nó có một cái liên kết đôi này, hoặc là cái anh alkin, anh acetylene thì nó có một cái liên kết ba. Liên kết ba này thì nó sẽ cộng mấy lần, cộng hai lần brom. Thì thằng này mà cộng với brom thì tạo thành brom 4 này, tại vì nó phải phá vỡ cái liên kết ba này để trở thành liên kết đôi, từ liên kết đôi về liên kết đơn, có đúng như nào? Còn anh này có một liên kết đôi thì nó về một phát là liên kết đơn luôn, như vậy nó chỉ cộng một lần thôi. Còn anh này cộng hai lần brom này, anh này là về brom 2, còn anh acetylene là về brom 4 nha. Như vậy thì ở đây
nó chỉ có hai chất, đó chính là một này, nó có liên kết đôi này, hai là liên kết ba. Chứ còn cái anh này và cái anh này đó chính là gì các em, propan không nè, C2H6 này, propan, etan chứ, thành loại etan, pro là ba mà, pro là ba, bu là 4 đúng không? Đây chính là rượu ethylic. Rượu ethylic thì nó không là liên kết đơn nên nó không tác dụng được với brom. Chúng ta chỉ có một chất và hai chất. Ok, đây là bu, đây là butin này. 1 2 3 đây là propen này, propen. Như vậy nó chỉ có hai chất thôi. Đó chính là chúng ta chọn câu B. Được chưa? Ta phải hiểu kỹ như vậy thì chúng ta mới chọn được, chứ không có chọn lùi đâu em. Không chọn lùi nha. Chúng ta có cơ sở để chúng ta chọn nhưng không thể nào chọn lùi được mấy cái đó được đâu em. Câu số 3 em, đây là một bài toán cho 11,2 lít khí ethylen điều kiện tiêu chuẩn phản ứng vừa đủ với dung dịch brom 5%. Khối lượng dung dịch brom tham gia phản ứng là. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu em tính cái khối lượng dung dịch. Khối lượng dung dịch thì nó nằm ở trong công thức là C%, C bằng M chất tan chia M dung dịch và nhân cho 100%. Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu chúng ta là tính M dung dịch. Chứng tỏ từ cái này chúng ta suy ra công thức đó chính là gì? Khối lượng dung dịch. Hai thằng này sẽ đổi chỗ cho nhau. Anh này sẽ nhảy lên đây và cái anh C% nhảy xuống. Chứng tỏ chúng ta sẽ lấy khối lượng chất tan chia cho nồng độ phần trăm và nhân cho 100%. Đúng không? Như vậy ở đây nồng độ phần trăm ta có chưa? Đây, nồng độ phần trăm ta đây 5% rồi này. Chứng tỏ ở đây là cái chỗ này là bằng 5% rồi. Như vậy nhiệm vụ chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần đi tìm cái gì? Chúng ta chỉ cần đi tìm M chất tan bằng bao nhiêu nữa. Làm ta thế vô vào công thức này là xảy ra. Như vậy để tính được M chất tan của brom thì chúng ta phải viết phương trình ra, tính số mol của ethylene ra và người ta suy ra cái số mol của brom. Có số mol brom rồi chúng ta sẽ tính ra được khối lượng chất tan của brom, đúng không nào? Theo quy trình đó, như vậy chúng ta có phương trình phản ứng là C2H4 cộng brom 2. Như vậy thì nhớ ở đây là nó một liên kết đôi thì khi đó nó chỉ cộng một lần thôi. Như vậy tạo thành là ở đây là C2H4 brom gì? Brom 2. Được chưa nào? Rồi ok, bây giờ chúng ta có này số mol của anh acetylene, đây là ethylene là C2H4. Nó sẽ bằng 11,2 chia cho 22,4. Đúng không? 11,2 chia cho 22,4. Như vậy bằng 0,5. 0,5 mol. Như vậy ở đây là 0,5 mol. Từ đây chúng ta suy ra đây tỷ lệ đây là 1:1 nên là nó cũng sẽ là 0,5 mol. Như vậy chúng ta có số mol của brom 2 á là bằng số mol của acetylene. Tại vì ở đây thầy giải cho các em xem nên bắt buộc thầy cũng phải làm rất là chi tiết để chúng ta xem thì các em mới hiểu được. Chứ không là chúng ta xem mà các em không hiểu, ví dụ trắc nghiệm đùng đùng thầy chọn đáp án A hay B hay C hay D thì các em không thể nào biết được, đúng không nào? Như vậy từ đây thầy suy ra khối lượng của brom 2. Đây chính là khối lượng chất tan này. Thầy lấy 0,5. Brom là 80 mà brom 2 là 160. Đúng không nào? 160. Và 160 nhân 1/2 thì chứng tỏ nó bằng 80g. Rồi bây giờ thầy đã có cái anh này rồi đúng không? Khối lượng chất tan. Thì thầy thì thế vào chỗ này, thế vào chỗ này này. Thế vào chỗ đây. Tại vì để tính khối lượng dịch thì bằng khối lượng chất tan chia C% và nhân cho 100%. Như vậy thì ta có cái khối lượng dung dịch của brom. Brom 2. Khối lượng chất tan của ta là bây giờ là người ta lấy chỗ đây này, 80. Ta chia cho mấy? Chia cho 5% và nhân ở đây cho 100%. Hay nói cách khác chúng ta bấm 80 nhân cho 100 chia 5 ha. Ta bấm 80 nhân cho 100 bằng và chia cho 5. Kết quả ở đây sẽ bằng là 1600. 1600g. Đó. Đó chính là kết quả. Vậy thôi. Bài này nói chung nó tương đối dễ, một điều kiện chứ không có gì khó cả. Thuộc công thức là ra thôi. 1600g ha. Ok. Rồi. Đây nghe, câu D. Được chưa? Tại sao chọn câu D hiểu chưa nào? Bài giải này. Rất dễ luôn. Ta đi sang câu số 4. Trong nhóm các hydrocarbon sau, nhóm hydrocarbon nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng? Nhớ phản ứng cộng thì phải có gì? Liên kết đôi và liên kết ba. Vậy thôi.
Còn cái anh mà cái nhóm ancan á, gọi là cái nhóm của cái anh metan ấy, ví dụ như metan, etan, propan, butan, hexan các kiểu đồ đó, thì chắc chắn không thể nào có phản ứng cộng được, tại vì nó liên kết đơn. Đây nè, acetylen với lại ethylen này có phản ứng cộng chắc chắn này, gần như đáp án A này. Ở đây thầy gạch chân này, anh đây không thể nào có phản ứng cộng này, loại anh metan này ra này, có đúng không? Ok. Rồi anh này nữa em. Anh này phản ứng thế này. Anh này phản ứng thế này. Anh này phản ứng thế này. Đây chính là benzen này. C6H6 là benzen đúng không? Vòng benzen thế các vị trí hydro. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn là câu A này, phản ứng cộng này. Ta đi sang là câu số 5. Gì đây nghe? Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít ethylene ở điều kiện tiêu chuẩn. Đốt cháy thì nghĩa là cộng với khí gì? Đốt cháy nghĩa là cộng với khí oxy. Đúng không? Thể tích khí oxy và thể tích không khí cần dùng ở điều kiện tiêu chuẩn là, biết rằng oxy chiếm 20% thể tích không khí, nghĩa là bằng 1/5 ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính cái thể tích oxy trước. Sau khi có thể tích oxy rồi, chúng ta lấy thể tích đấy nhân cho 5, 5 lần lên thì ra được thể tích của không khí. Thì bài này cũng là một điều kiện thôi. Chúng ta sẽ viết phương trình là ethylene là C2H4 cộng oxy tạo thành, đây là phản ứng đốt cháy của các anh hydrocarbon, thì chắc chắn là luôn luôn là gì? CO2 với lại nước. Đúng chưa? Như vậy đây chúng ta cân bằng, đây là 2. Ở đây 2 thì đây sẽ là 3. Đúng không? Ta tính số mol của cái anh ethylene trước CH4 sẽ bằng 5,6 chia cho 22,4 bằng. Như vậy thì ở đây thầy sẽ bấm cho em xem, 5,6 chia cho 22,4 0,25 đúng không? 0,25 mol. Từ đây chúng ta suy ra từ đây này, tỷ lệ này, đây là 1 mol thì đây mấy mol? Đây 3 mol. Đúng không? Như vậy ở đây 0,25 mol. Thì từ đây chúng ta suy ra lấy 0,25 nhân 3. Nghĩa là cái số mol của oxy này nó gấp 3 lần số mol của cái anh ethylene này. Như vậy chúng ta lấy 0,25 nhân cho 3 là bằng 0,75 đúng không? 0,75 mol. Như vậy chúng ta có số mol của oxy bằng 3 lần số mol của C2H4 chia 3 nhân 0,25 sẽ bằng 0,75 mol. Có số mol rồi, thầy sẽ tính ra được thể tích của oxy ở điều kiện tiêu chuẩn bằng cách lấy 0,75 nhân cho 22,4 bằng. Em hiểu chưa? Đây. Thầy sẽ bấm cho em thấy em, 22,4 bằng 16,8, của oxy là bằng 16,8 này lít. Từ đây thầy suy ra thể tích của không khí. Thể tích không khí thì nhớ bằng 5 lần thể tích của khí oxy. Bằng 5 nhân cho 16,8 bằng. Cùng bấm cho em thấy nha. Thấy trên máy tính thì các em mới tin được. 84 lít nha. Như vậy đáp án của chúng ta lần lượt là 16,8 với lại 84. Không chính xác ha. Đây. Câu C. Được chưa? Ta sẽ đi sang câu số 6 em nha. Câu số 6. Ta đi sang câu số 6 em nha. Hợp chất hữu cơ là chất ít tan trong nước, là mất màu dung dịch brom. Khi mà chúng ta nói là làm mất màu dung dịch nước brom á, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đó chính là các cái dãy đồng đẳng của ancan, anken và ankin nghe nha, nghĩa liên kết đôi và liên kết ba đấy. Đốt cháy hoàn toàn một mol khí này sinh ra CO2. Đốt cháy hoàn toàn một mol khí này sinh ra khí CO2 và một mol nước. Hợp chất đó là, đây bây giờ thầy sẽ viết cái CXHI trước đây. Cộng phương trình đốt cháy ở đây oxy, thầy không quan tâm tới oxy ở đây. Nếu mà oxy thì x cộng y trên 4 rồi. Ở đây thầy sẽ quan tâm tới là CO2 với lại nước, đây y trên 2. Đúng không? Còn nếu mà các em cân bằng nữa này, x cộng y trên 4 rồi đấy. Rồi.
chứ không các em là y kiếm. Đây 1 mol. Tỷ lệ đây là 1 thì đây là y trên 2 mol. Ở đây 1 mol thì trên phản ứng thì nó sẽ là 1 mol, như vậy ở đây chúng ta có là 1 1 trên 1. Đúng không? 1 trên 1 sẽ bằng là y trên 2 trên 1. Như vậy ở đây y trên 2 trên 1 thì nó bằng y phần 2. Chúng ta từ đây chúng ta suy ra y này sẽ bằng mấy? Y phần y trên 2. Y trên 2 bằng 1 thì y sẽ bằng 2. Y bằng 2 chứng tỏ là thằng nào em? Đó chính là acetylene. Đúng không? Benzen thì cũng thể đúng rồi. Acetylene đây, C2H2 này cộng oxy tạo thành CO2 cộng với nước. Thì đúng chính xác là khi chúng ta cân bằng thì đây 2 thì đây là 1, hydro 1 này. Đúng không? Cứ 1 mol này ra 1 mol này chứng tỏ nó chính là acetylene. Chính xác chưa? Ok, hiểu nè, y trên 2 thì chứng tỏ nó cái công thức của nó là C2H2 này. Acetylene này. Loại ngay ở cái anh câu B câu D này ra, chỉ có ethylene hoặc là acetylene thôi, mà ethylene là C2H4 còn acetylene là C2H2, chứng tỏ là ở đây là cục C này kìa. 6C. Được chưa? Ta sẽ đi sang một câu tiếp theo. Khí thiên nhiên, câu số 7 này. Ta hỏi nghe là khí thiên nhiên có thành phần chính là, đó chính là gì? Đặc biệt là ở ao hồ các kiểu đồ em thì đó chính là khí khí metan. Nha, đó chính là khí metan em. Đây. Ta chọn là câu B. Câu này dễ nên thầy sẽ chọn luôn. Vậy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? Thì chúng ta cứ nhìn vào đáp án đó mà có vô cơ trong đó cái là em loại ra ngay. Ví dụ ở đáp án A thì ở đây thầy thấy là có natri hydrocarbonate này, đây chính là vô cơ này, loại ngay đáp án A. B ở đây thầy thấy có CO2 này, loại canxi cái đáp án B luôn. Có vẻ đây ha, câu C ha. Câu D thế nào? Đây, có natri clorua này. Những cái anh mà gạch chân này á thì đó chính là vô cơ. Mà ở đây là người ta nói là toàn bộ là hữu cơ thì chứng tỏ câu A, câu B, câu D này em loại. Chứng tỏ đây đáp án đó chính là đáp án C. Hiểu chưa? Ta đi sang câu số 9. Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là, đó chính là cái gì em? Khi cháy mà nó không có gây ô nhiễm môi trường em. Ví dụ như chúng ta lấy C4 hoặc là C4H10 thì khi mà các em cộng với oxy á, cháy thì phải cộng với khí oxy mà, thì khi đó nó sẽ tạo ra khí CO2 và hơi nước, thì trong đó khí CO2 này rất là độc và nó gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính rồi nóng lên của trái đất rồi vân vân và vân vân. Nhưng mà chứng tỏ A với B này loại luôn này. Đáp án C này khi mà CO cộng với oxy thì tạo thành CO2, chứng tỏ cũng loại luôn. Chỉ có gì? Chỉ có hydro này. Hydro cộng với oxy thì tạo thành nước. Các em hiểu nào? Nên là nó không gây ô nhiễm môi trường. Vậy thôi. Ta đi sang câu số 10. Khí ethylene nghĩa là C2H4 không có tính chất hoạt nào sau đây? Không các em nhé. Phản ứng trùng hợp thì chắc chắn có rồi. Tại vì cái anh ethylene này khi mà trùng hợp á, thì tạo thành poly gì các em? Ethylene, polyethylene là một cái hợp chất nhựa dẻo. Đúng không nào? Nên là chắc chắn là có phản ứng trùng hợp này. Phản ứng cháy với khí oxy là có không? Chắc chắn là có. Có đúng nè. Ok. Phản ứng cộng với brom chắc chắn là có. Tại vì nó có liên kết đôi. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng chắc chắn là không có. Cái phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng này chỉ có gì? Chỉ có mấy cái anh mà thuộc dãy đồng đẳng ancan ấy. Nghĩa là ví dụ như là metan hoặc là etan hoặc là propan anh em thì nó sẽ phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng. Ví dụ CH4 cộng clo thì đây tạo thành thế một hydro tạo thành CH3Cl cộng với HCl, đây chính là phản ứng thế ngoài ánh sáng này. Đây chính là metan. Như vậy thì ở đây chúng ta chọn là câu D. Thì cái anh ethylene nó không có cái này, không có phản ứng này các em nha. Ta đi sang câu 11. Thầy giải thích như vậy là quá kỹ rồi chứ nào nghe. Đúng không? Hợp chất hữu cơ là chất khí ít tăng trong nước tham gia phản ứng thế này, không tham gia phản ứng cộng, hợp chất đó là. Đó là gì em? Đó chính là metan. Metan.
Câu này dễ, thầy chọn nhanh. Câu 12, liên kết C, liên kết 3 ha. C trong phân tử SN liên kết đặc điểm là gì? Điểm là gì em? Một, liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học. Hai, liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học. Hai, liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong phản ứng hóa học. Ba, liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong phản ứng hóa học. Đó chính là mấy? Chỉ có hai thôi. Hai, liên kết kém bền dễ đứt nhưng mà đứt lần lượt em nha. Ví dụ cái anh C2H2 á, đúng không? Khi anh cộng với brom 2 thì đầu tiên thằng này lái dư thì nó tạo thành CH2 brom 2 trước. Sau đó cộng một lần nữa. Cộng một lần nữa nó phá vỡ một cái liên kết nữa thì tạo thành C2H2 brom mấy? Brom 4, và sản phẩm cuối cùng ta là brom 4. Được chưa? Như vậy thì nó sẽ có hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng học. Đó chính là câu gì? Câu C. Được không? Đó. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ đã quay xong cho các em ở cái phần phần gì em? Phần trắc nghiệm rồi. Các em có đúng hết không? 3 điểm. Được chưa nào? Đó. Được chưa? Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em phần tự luận ở cái đề này. Các em nên làm trước nha. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok.